Được vãi à. Đây á hậu đây. 3 sen rưỡi đây. Hôm nay 3 sen rưỡi nhỉ? 3 sen rưỡi 4 sen. Ôi giời. Anh Cường ấy đổi xe được rồi đấy. Cây phi áp. Chắc phải tầm mười mấy sen này. Nó là lực cây lấy để rẻ lại ngon. Đợt lấy á hậu trăm triệu một sen còn tránh nhau cái đến lửa hết. Thế đợt cao điểm mà hơn trăm một sen nên bây giờ cái cây này bán được bao nhiêu? Cái này hơn tỏi. Đổi xe. Đổi xe được rồi. Cái này chưa được 16 đâu chứ. 15 sen rồi. Nhanh nhỉ? Được 2 tháng thôi nhỉ? Hơn. Bộ rễ nó khỏe. Nhiều ông cứ đi mua thấy hồ rẻ cây. Có nhìn thấy đâu. Kèo quạt thì cái vùng rẻ thành đắt. Thành quá đắt đi. Bao sai thì... chưa nói sai cây, sai cây. Ô sai cây thì kiện cáo nhau. Đau đầu lắm. 4 5 sen rồi. 5 sen rồi. Bạch tuyết này. Hơn chứ. À tầm 5 sen rồi. Đây nhìn thôi. Hai cây này, một cây yên thủy, một cây á hậu. Nhìn giống giống nhau thì ông nào mới chả chết anh ạ đâu. Bán nhầm. Không bán nhầm nhiều ông ấy nó xác định nó lừa yên thủy sang á hậu nó cũng chết rồi. Nhà vườn nó lỗ rồi, nó được rồi đúng không? Giống nhau nhỉ? Nó thật ra cái thằng mỹ nhân với cung mỹ nhân với cung á hậu nó cứ giống giống nhau anh Hòa. Đó. Đây mới gọi là hồng yên tâm rồi đây này. Tâm. Riêng cây vườn này thì lúc nào cũng yên tâm rồi. Anh em còn sợ thì đây. Đấy. Nhiều anh em còn hãi hùng thì hoa hoét. Cái loại này cái size một đàn người. Nghìn. Nói chung là vườn thì ra hoa hết 100% rồi thì không phải nghĩ. Cho anh em ngắm độ phát triển. Thời điểm này đẹp thế này mà không... Thời điểm vàng đấy, vào cây là được gọi là chơi gọi là thời điểm vàng vào cây. Như vậy em có duyên với yên thủy sao? Rất khoái. Hôm nay mới nhìn thấy cái kia này. Đấy nó nhú đấy. Bị hỏng mất cái kia này. Hỏng mất cái kia đồng này. Nhanh nhỉ. Lên nhanh phết đấy cái kia. Nhanh mà. Lên một mầm. Dễ thì như này. Dễ ăn nhanh nhỉ anh nhỉ. Đánh chậu xuống.